Chào các bạn nhé. Điều đặc biệt nó nằm ở chỗ này nha các bạn. Nhà sản xuất đã thiết kế sẵn cho chúng ta một cái lưới dao, nó nằm ở chỗ này để chúng ta cắt cái đầu chai keo silicone này mà không cần phải dùng tới dao hoặc là kéo, rất là hay luôn. Rồi bây giờ mình cắt thử cho các bạn xem nha. Ok.